Sản phẩm mới mở đường cho dự án lớn mà Sơn Tùng MTP hợp tác cùng tựa game di động phổ biến Garena Free Fire. Ca khúc Skyler tiếp tục là một sáng tác của Sơn Tùng MTP. Ngoài giai điệu mang âm hưởng hip hop bắt tay, từng câu rap đều thể hiện đúng chất ngông như hình tượng ông trùng giải trí. Ngoài ra, hình ảnh thân thuộc của game Free Fire với cộng đồng streamer là yếu tố quan trọng tạo nên sự khác biệt cho MV. Nhà phát hành Garena thể hiện sự chỉnh chu và sáng tạo trong từng khung hình để làm nổi bật góc nhìn về một Sơn Tùng MTP vừa gần gũi với khán giả, vừa mới lạ và hiện đại. MV kể về sự đối lập mạnh mẽ trong một con người. Sự đối lập này mạnh đến mức tạo ra hai nhân cách khác biệt nhưng có một điểm chung là khí chất, nhiều thành tựu và đám đông vây quanh. Bằng việc nhận biết được điều này, nên hai nhân cách đã có lúc lắng nghe nhau nhìn thấy nhau hay lúc bất đồng nhưng cuối cùng nhập lại làm một và tạo ra một bản thể duy nhất, Sơn Tùng MTP. Nhân vật Skyler trong MV chính là hình ảnh của Sơn Tùng MTP ngoài đời thực. Xuyên suốt MV, hai tạo hình của Skyler, tên nhân vật game lấy cảm hứng từ Sơn Tùng MTP trong thế giới khi Fire, cũng chính là hai bản ngã của nam ca sĩ, được phóng tác dựa trên cuộc đời của anh. Trong bộ trang phục suy trắng, Skyler có hình ảnh ngầu của chủ tịch một tập đoàn giải trí khi diện trang phục Sergei Vita, Skyler vẫn là một người nghệ sĩ nhưng luôn khao khát phá cách, kiến tạo lối đi riêng. Và dù ở vai trò nào, doanh nhân hay nghệ sĩ, anh đều luôn dẫn đầu, mang sứ mệnh tìm kiếm và tạo nên bệ phóng cho các tài năng nghệ thuật, âm nhạc. Các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết nhé. Sơn Tùng MTP đã làm việc cùng đội ngũ sáng tạo của Free Fire trong nhiều ngày để lên ý tưởng cho sản phẩm mới. Để Skyler dễ dàng chạm đến từng khán giả, Sơn Tùng MTP và đội ngũ sáng tạo của Free Fire phải ngồi bàn bạc, lên ý tưởng và đồng sáng tạo một cách nhịp nhàng nhất. Chia sẻ về dự án này, anh cho biết, trong những năm vừa qua, tôi đã kết nối với fan qua hầu hết các lĩnh vực giải trí như âm nhạc, điện ảnh, thời trang. Game là một lĩnh vực giải trí mới mà tôi cũng muốn thử sức. Ngay khi đại diện Free Fire đến mời hợp tác để cho ra mắt nhân vật Việt Nam đầu tiên được phát hành toàn cầu của tựa game với hơn 100 triệu người chơi mỗi ngày. Tôi hiển nhiên đồng ý ngay vì đơn giản là đúng người, đúng thời điểm. Để tạo ra nhân vật Skyler, Free Fire đã sử dụng tới công nghệ motion capture, ghi hình chuyển động đạt chuẩn Hollywood. Đầu tiên là chụp lại tất cả góc độ và chuyển động cơ mặt của Sơn Tùng MTP. Sau đó, Tái tạo lại hình khối cơ thể của nam ca sĩ trong môi trường 3D. Dựa trên hình ảnh thực tế, đội ngũ sáng tạo tiếp tục tét nước da và các chi tiết trên gương mặt để bước cuối cùng là tái tạo chuyển động. Ở tất cả các khâu đều phải giống Sơn Tùng MTP ngoài đời thực đến mức tối đa. Free Fire đã sử dụng tới công nghệ motion capture để tạo ra nhân vật Skyler. Trên tiêu chí Skyler là món quà tặng fan nên cần sự chỉnh chu đến từng chi tiết nên trong suốt 3 tháng Hàng loạt phiên bản trang phục được đề xuất nhằm đảm bảo tính thời trang, phù hợp với phong cách nam ca sĩ. Bên cạnh đó, nhân vật này vẫn phải tạo được sự ấn tượng trong thế giới nhân vật đã quá đồ sộ của Free Fire. Ngay từ cái tên của nhân vật, Tùng đã muốn đây là một sự tri ân, một món quà dành cho tất cả những fan mến mộ mình, Sơn Tùng MTP cho biết từ mục đích quan trọng hướng tới cộng đồng fan nên ngay từ khâu, nhá hàng, sản phẩm, Sơn Tùng MTP và Free Fire đã thực hiện rất hoành tráng. Từ một đoạn nhạc úp mở cho dự án đến các bản billboard đắt đỏ tại trung tâm thành phố chạy dòng chữ Skyler, trang web có tên miền Skyler.vn đều cho thấy sự chỉnh chu, đầu tư kỹ lưỡng, khác biệt dành riêng cho người hâm mộ. Sau MV Skyler, fan cùng đếm ngược tới ngày 5 tháng 2 để gặp Skyler trong thế giới Free Fire xem MV Skyler của Sơn Tùng MTP. Hải Dĩnh, Di Fire.